Kênh Tin Nóng Đất Việt xin kính chào quý vị khán giả. Thanh Nhẫn xin được cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng chúng tôi qua những clip tin tức thời sự nóng nhất và chính xác nhất. Chúc quý vị và các bạn sẽ có một ngày làm việc hiệu quả và tràn đầy hạnh phúc. Và sau đây sẽ là những nội dung nóng nhất được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Mời quý vị cùng theo dõi. Tin COVID sáng 7 tháng 1 ghi nhận 16.472 ca nhiễm mới, có 10.555 ca trong cộng đồng, xót xa 170 ca tử vong. Thưa quý vị và các bạn, theo bản tin dịch COVID mới nhất của Bộ Y tế trong 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận số ca mắc mới cao khủng khiếp 16.472 ca, trong đó 55 ca nhập cảnh và 16.417 ca ghi nhận trong nước tại 60 tỉnh, thành phố, có 10.555 ca trong cộng đồng. Với 2.716 ca COVID-19 trong ngày, Hà Nội tiếp tục chuỗi ngày dài đứng đầu cả nước về số ca mắc mới. 4 tỉnh, thành phố có ca mắc cao tiếp đó là Hải Phòng 923 ca, Tây Ninh 853 ca, Khánh Hòa 800 ca, Bình Phước 798 ca. Các tỉnh còn lại là Cà Mau 702, Bình Định 575, Trà Vinh 553, Vĩnh Long 519, Bến Tre 492, Thành phố Hồ Chí Minh 442, Hưng Yên 397, Bắc Ninh 347, Quảng Ninh 327, Bạc Liêu 301, Đà Nẵng 299, Hà Giang 264, Thừa Thiên Huế 247, Lâm Đồng 230, Quảng Ngãi 230, An Giang 230, Thanh Hóa 217, Bắc Giang 213, Thái Nguyên 193, Vĩnh Phúc 186, Quảng Nam 179, Cần Thơ 163, Nam Định 156, Bà Rịa Vũng Tàu 152, Thái Bình 143, Phú Yên 142, Nghệ An 139, Bắc Cạn 134, Đồng Nai 132, Bình Thuận 124, Đồng Tháp 120, Hòa Bình 119, Kiên Giang 118, Tiền Giang 117, Sơn La 117, Phú Thọ 110, Đắk Nông 106, Sóc Trăng 104, Gia Lai 104, Hà Nam 95, Bình Dương 91, Ninh Bình 87, Cao Bằng 86, Long An 64, Quảng Bình 59, Quảng Trị 54, Hậu Giang 48, Yên Bái 46, Tuyên Quang 45, Ninh Thuận 42, Lào Cai 42, Lai Châu 37, Điện Biên 37, Hà Tĩnh 29, Lạng Sơn 22. Trong ngày, Sở Y tế Vĩnh Long đăng ký bổ sung 9.370 ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát bổ sung đầy đủ thông tin tại Vĩnh Long. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Hà Nội tăng 211 ca, Hải Phòng tăng 131 ca, Bình Phước tăng 116 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 16.053 ca trên ngày. Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 25 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron, đều là các ca đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Tại Hà Nội 1, Quảng Nam 14, Thành phố Hồ Chí Minh 6, Hải Dương 1, Hải Phòng 1, Thanh Hóa 2. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.843.563 ca nhiễm, đứng thứ 30 trên 224 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 143 trên 224 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 18.686 ca nhiễm. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là Thành phố Hồ Chí Minh 506.413, Bình Dương 291.218, Đồng Nai 98.418, Tây Ninh 80.552, Hà Nội 59.450. Về tình hình điều trị, trong ngày có 28.369 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.464.415 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.626 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17:30 ngày 5 tháng 1 đến 17:30 ngày 6 tháng 1 ghi nhận 170 ca tử vong, trong đó tại Thành phố Hồ Chí Minh 21 ca, An Giang 19 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 13 ca, Tiền Giang 13, Bến Tre 12, Đồng Tháp 12, Vĩnh Long 12, Cần Thơ 9, Bạc Liêu 9, Bình Dương 8, Kiên Giang 8, Bình Thuận 6, Trà Vinh 5, Tây Ninh 5, Long An 5, Cà Mau 3, Hậu Giang 2, Bình Định 2, Hải Phòng 1, Quảng Ngãi 1, Quảng Nam 1, Khánh Hòa 1, Đắk Nông 1, Ninh Thuận 1. Sở Y tế Bình Dương đính chính số ca tử vong trong ngày 5 tháng 1 tại Hải Dương là 1 ca. Như vậy, tổng số ca tử vong cộng dồn do COVID-19 tại Hải Dương từ đầu vụ dịch là 2.
Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 33.644 ca, chiếm tỷ lệ 1,8% so với tổng số ca nhiễm. Đến nay, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam xếp thứ 26 trên 224 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 trên 224 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 trên 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 26 trên 49 quốc gia vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 5 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 5 tháng 1, có 1.692.955 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 156.902.083 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 78.110.585 liều, tiêm mũi 2 là 70.279.466 liều, tiêm mũi 3, tiêm bổ sung trên tiêm nhắc và tiêm mũi 3 của vaccine Abdala là 8.512.032 liều. Hà Nội lo ngại trước nguy cơ 4.000 đến 5.000 ca mắc COVID-19 mỗi ngày. Thưa quý vị, theo chuyên gia y tế và giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, nếu mỗi ngày Hà Nội ghi nhận trên 5.000 ca mắc COVID-19 sẽ gây quá tải hệ thống y tế. Hà Nội phải thực hiện các phương án phòng bệnh quyết liệt hơn để giảm số ca mắc. Nhiều ngày qua, Hà Nội liên tiếp ghi nhận số ca mắc COVID-19 đứng đầu cả nước, có ngày ghi nhận trên 2.500 ca nhiễm. Trước thực trạng này, nhiều người lo ngại ca mắc từ nay tới Tết Nguyên đán tại Hà Nội có thể đạt ngưỡng 4.000 đến 5.000 trong ngày. Vậy Hà Nội cần chuẩn bị tốt những phương án gì để kiểm soát dịch bệnh trong giai đoạn này? Trao đổi với phóng viên báo chí về vấn đề này, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho rằng, Hà Nội vẫn tăng cường kiểm soát các tiêu chí như số ca mắc nặng, ca nhập viện, số lượng tiêm chủng vaccine. Đặc biệt hệ thống y tế, trong đó có hệ thống y tế cơ sở phải tư vấn, điều trị, theo dõi kịp thời. Từ đó phân tầng thật tốt các trường hợp F0 để không gây quá tải hệ thống y tế, cũng như giảm số ca tử vong. Điều mấu chốt là phải thực hiện các phương án phòng bệnh quyết liệt hơn, tăng cường giám sát, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm phòng chống dịch. Thời gian vừa qua, người dân rất chủ quan. Những hoạt động nào được mở phải có kiểm soát, thực hiện tốt 5K. Nếu người dân chủ quan cũng rất khó, đặc biệt Tết Nguyên đán đang đến gần, nhu cầu đi lại, giao lưu rất lớn, ông Phu nhấn mạnh. Mới đây, Ủy ban Nhân dân TP.HCM vừa có văn bản cho phép cơ sở kinh doanh vũ trường, quán bar, karaoke, câu lạc bộ khiêu vũ, massage được phép hoạt động trở lại từ ngày 10 tháng 1. Với địa bàn Hà Nội, ông Phu cho rằng chưa nên tính đến việc mở lại các hoạt động này. Ông nhấn mạnh đây là thời điểm thành phố đang đối mặt với nguy cơ rất lớn, chưa kể mối nguy hiểm thường trực từ biến chủng Omicron. Có thể tính đến mở lại nhưng chắc chắn chưa phải lúc này. Nguy cơ đối với Hà Nội hiện giờ vẫn quá cao, ông Phu cho hay. Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội Khổng Minh Tuấn cho hay, một số loại hình quán bar, karaoke vẫn tiềm ẩn nguy cơ quá cao, trong khi ca bệnh trong cộng đồng còn rất nhiều. Nếu có ca nhiễm tham gia vào các hoạt động này, nhiều khả năng những người còn lại cũng lây nhiễm do đây là không gian kín. Nếu trên 5.000 ca mắc mỗi ngày, Hà Nội sẽ quá tải. Trao đổi với phóng viên báo chí, ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết, hiện tại, bệnh viện đang điều trị 280 F0 và 130 bệnh nhân nặng, nguy kịch. Bệnh viện tối đa có thể điều trị 400 bệnh nhân F0 và 250 bệnh nhân nặng. Với số lượng từ 3.000 đến 4.000 ca mắc trong ngày tại Hà Nội, bệnh viện không lo ngại quá tải. Tôi biết Hà Nội cũng tính rất kỹ việc này. Tôi ví dụ nếu 3.000 bệnh nhân dương tính, có khoảng 8-10% bệnh nhân nhập viện, tương đương 240-300 bệnh nhân. Nhóm bệnh nhân thông thường điều trị khoảng từ 10-14 ngày sẽ ra viện. Tính ra có khoảng 4.500 giường bệnh, trong khi Hà Nội đã chuẩn bị 8.000 giường bệnh. Trong số 3.000 bệnh nhân F0 mỗi ngày có khoảng 1% bệnh nhân nặng, tức 30 bệnh nhân nặng. Bệnh nhân nặng điều trị khoảng 20-25 ngày. Như vậy cần khoảng 600-800 giường bệnh cho bệnh viện tầng 3. Hiện tại, cả hệ thống Hà Nội đang chuẩn bị 1.000 giường cho bệnh viện tầng 3, bệnh nhân nặng. Trong đó, Bệnh viện Thanh Nhàn 250 giường, Bệnh viện Sanh Pôn 250, Bệnh viện Đức Giang 250, Bệnh viện Hà Đông 200, Bệnh viện Sơn Tây 50 giường bệnh cho bệnh nhân nặng, ông Thường nêu. Tuy nhiên, theo Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, nếu Hà Nội ghi nhận trên 5.000 bệnh nhân mỗi ngày, sẽ gây quá tải tuyến bệnh viện tuyến cuối thành phố. Nếu trên 5.000 bệnh nhân mỗi ngày tại Hà Nội, khả năng phải kêu gọi sự hỗ trợ của các bệnh viện tuyến trung ương. Sở dĩ Hà Nội đang kiểm soát được bởi lượng người tiêm vaccine chiếm tỷ lệ rất cao. Việc tiêm vaccine giúp cho bệnh nhân nhẹ hơn. Ngoài ra, thành phố cũng chuẩn bị nhân lực, vật lực, quản lý F0 hiện tốt hơn rất nhiều so với thời gian đầu. Ông Thường cho biết thêm.
tại hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với các địa phương sáng ngày hôm nay, ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, thành phố đã quyết liệt thực hiện mục tiêu kép kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, đảm bảo an sinh xã hội, phục hồi sản xuất kinh doanh. Năm 2021, Hà Nội đã triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe cho nhân dân và an toàn cho thủ đô. Trong đó có các đợt cao điểm về quy mô tiêm chủng. Đến nay, tỷ lệ tiêm mũi 1 với người trên 18 tuổi là 99%, đã tiêm vét cho người cao tuổi. Theo ông Chu Ngọc Anh, tinh thần chung, Hà Nội triển khai quyết liệt, đồng bộ 3 tầng điều trị với sự chủ động sớm, từ xa, ngay từ cơ sở. Để có phương án đáp ứng trên 100.000 ca nhiễm, Hà Nội huy động bệnh viện trung ương, lực lượng bác sĩ về hưu, lực lượng tình nguyện để triển khai đồng bộ từ cơ sở, đồng thời triển khai các tổ giám sát COVID-19 cộng đồng, hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở. Đến nay, Hà Nội đã có hơn 3.200 tổ hỗ trợ theo dõi đáp ứng thông tin cho các F0, F1 điều trị tại nhà. Vụ Việt Á, từ hoa hồng 27 tỷ cho giám đốc CDC Hải Dương, còn những ai liên quan? Thưa quý vị, sự việc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á thổi giá kit test COVID-19 tiếp tục làm nóng dư luận khi mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra C03 Bộ Công an liên tiếp bắt giam khởi tố hàng loạt đối tượng có dấu hiệu sai phạm. Nhiều cán bộ thuộc Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ, CDC các tỉnh Nghệ An, Bình Dương bị khởi tố do có liên quan đến việc đẩy giá kit test COVID-19. Vụ kit test Việt Á bắt đầu khiến dư luận quan tâm từ ngày 18 tháng 12 năm 2021. C03 Bộ Công an khởi tố 7 bị can gồm ông chủ công ty Việt Á Phan Quốc Việt cùng các thuộc cấp và giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tuyến. Các bị can bị khởi tố vì vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, để có tiền trích phần trăm cho Phạm Duy Tuyến, giám đốc CDC Hải Dương, ông Phan Quốc Việt đã nâng khống giá đầu vào chi phí sản xuất sản phẩm vật tư thiết bị của công ty Việt Á. Công ty Việt Á đã lại quả cho Phạm Duy Tiến gần 30 tỷ đồng. Đây là số tiền được trích phần trăm trên tổng giá trị theo năm hợp đồng. Đáng chú ý, theo Bộ Công an, quá trình từ năm 2020 đến thời điểm bị khởi tố, công ty Việt Á đã cung ứng kit xét nghiệm COVID cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành phố trên cả nước với doanh thu gần 4.000 tỷ đồng. Gần nửa tháng sau khi ra quyết định khởi tố vụ án, ngày 31 tháng 12 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an tiếp tục thông báo kết quả điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á và các đơn vị liên quan. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra có căn cứ xác định dấu hiệu sai phạm trong việc quản lý, nghiên cứu, chuyển giao đề tài khoa học về sản phẩm kit xét nghiệm COVID-19 tại Bộ Khoa học và Công nghệ về việc cấp phép đăng ký lưu hành tạm thời, cấp phép đăng ký lưu hành chính thức sản phẩm kit test xét nghiệm COVID-19, hiệp thương giá sản phẩm kit xét nghiệm COVID-19 với Công ty Việt Á tại Bộ Y tế. Quá trình điều tra mở rộng, C03 Bộ Công an còn xác định một số lãnh đạo, cán bộ CDC Nghệ An và CDC Bình Dương đã thông đồng câu kết với Phan Quốc Việt và các đối tượng liên quan thuộc Công ty Việt Á, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển Công nghệ Ứng dụng Việt Nam vi phạm các quy định của luật đấu thầu khi tổ chức đấu thầu mua vật tư phòng chống dịch COVID-19 gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài hành vi đã khởi tố, Phan Quốc Việt và Vũ Đình Hiệp, Phó Giám đốc Công ty Việt Á Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương còn có hành vi đưa, nhận hối lộ số tiền 27 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, ra quyết định tố tụng đối với 12 bị can. Cụ thể, khởi tố các bị can Nguyễn Minh Tuấn, nguyên vụ trưởng vụ trang thiết bị và công trình y tế Bộ Y tế, Nguyễn Nam Liên, vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính Bộ Y tế, Trịnh Thanh Hùng, phó vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ, các ngành kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Các bị can bị khởi tố để điều tra về hành vi vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng gồm Nguyễn Văn Định, Giám đốc CDC Nghệ An, Nguyễn Thị Hồng Thắm, Kế toán trưởng CDC Nghệ An, Nguyễn Thành Danh, Giám đốc CDC Bình Dương, Trần Thanh Phong, Phó phòng Tài chính Kế toán CDC Bình Dương, Lê Thị Hồng Xuyên, nguyên phụ trách phòng thí nghiệm CDC Bình Dương, Tiêu Quốc Cường, Kế toán trưởng, Phó phòng Tài chính Sở Y tế Bình Dương, Nguyễn Quốc Giang, Giám đốc VNDAT, Nguyễn Thị Thúy, nhân viên kinh doanh công ty Sendat,
Lê Trung Nguyên, Giám đốc vùng Công ty Việt Á. Trước đó, ngày 30 tháng 12 năm 2021, vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á được đưa vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, theo dõi chỉ đạo. Quyết định này nhằm xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân sai phạm, cảnh báo, răn đe mạnh mẽ hơn để ngăn ngừa tham nhũng tiêu cực. Trước vụ việc trên, CDC các tỉnh nói gì? Tại Nghệ An, trước khi C03 khởi tố Giám đốc CDC Nguyễn Văn Định, ngày 22 tháng 12, ông Định cùng nhiều thuộc cấp được triệu tập để xác minh làm rõ. Được biết, CDC Nghệ An mua sinh phẩm vật tư của Công ty Việt Á theo 4 gói thầu, trong đó 2 gói thầu được đấu thầu rộng rãi, 2 gói thầu chỉ định thầu trị giá hơn 18 tỷ đồng. Gói chỉ định thầu đầu tiên là ngày 15 tháng 7 khi diễn biến dịch ở Nghệ An đang hết sức phức tạp, phải khẩn trương xét nghiệm trên diện rộng. Gói chỉ định thầu còn lại vào ngày 31 tháng 10 trị giá hơn 13 tỷ đồng. Bình quân CDC Nghệ An mua của Công ty Việt Á là 367.500 đồng. Bộ test PCR ở thời điểm mua cao nhất là 470.000 đồng trên bộ. Tại Hà Tĩnh, Công ty Việt Á trúng gói thầu mua sắm kit test và sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 ở hai đơn vị gồm Bệnh viện Đa khoa và CDC tỉnh này. Trong đó, Công ty Việt Á trúng 2 gói thầu tại bệnh viện gồm một gói hơn 500 triệu đồng và một gói gần 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, gói thầu gần 5 tỷ đồng chưa kịp ký hợp đồng mua bán thì xảy ra việc ông Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á bị khởi tố. Tỉnh này cũng thành lập đoàn thanh tra toàn diện liên quan đến gói thầu mua sắm test nhanh sinh phẩm vật tư tiêu hao phục vụ công tác xét nghiệm COVID-19. Đoàn thanh tra tỉnh sẽ thanh tra kiểm tra hai đơn vị là Bệnh viện Đa khoa tỉnh và CDC Hà Tĩnh liên quan đến gói thầu mua sắm với Công ty Việt Á. Tại Thanh Hóa, Sở Y tế tỉnh này thông tin tháng 8 năm 2021, Sở trình Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép mua vật tư sinh phẩm, hóa chất phòng chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh, trong đó có sinh phẩm xét nghiệm Real-Time PCR. Trên cơ sở quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 01 mua sinh phẩm, hóa chất xét nghiệm Real-Time PCR với giá trúng thầu hơn 28 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2021. Sở Y tế Thanh Hóa xác nhận gói thầu số 01 nêu trên được chỉ định thầu với Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, giá trị hơn 28 tỷ đồng. Tại Long An, Sở Y tế tỉnh này bước đầu xác định có một số đơn vị đã mua kit test COVID-19 của Công ty Việt Á. Hiện Sở Y tế đã có văn bản gửi CDC tỉnh và các đơn vị trực thuộc khác yêu cầu khẩn trương rà soát lại tất cả các hồ sơ liên quan đến việc đầu tư, mua sắm vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19 trong năm 2021. Theo Sở Y tế Hà Nội, từ đầu năm 2021 đến nay, đơn vị không dùng kit test COVID của Công ty Việt Á. Năm 2020, CDC Hà Nội được nhận một số bộ kit xét nghiệm do Công ty Việt Á sản xuất từ các nhà tài trợ thông qua Mặt trận Tổ quốc thành phố. Còn đại diện Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị liên quan đến việc Bộ Công an đang điều tra qua rà soát, thành phố có 2 bệnh viện công lập mua sắm các test kit sinh phẩm của Công ty Việt Á. Cụ thể, bệnh viện Phạm Ngọc Thạch mua 1.250 test, tổng số tiền 636.562.500 đồng. Bệnh viện thành phố Thủ Đức mua 65.870 test, tổng trị giá 32.022.967.500 đồng. Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ các thông tin liên quan. Tại Bình Phước, mới đây nhất, ngày 3 tháng 1, Bộ Công an làm việc tại CDC tỉnh này liên quan đến thông tin về việc nhận quà từ Công ty Việt Á. Trước đó, ông Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc CDC xác nhận đầu tháng 12 năm 2021, đại diện Công ty Việt Á đến CDC Bình Dương để gửi quà, nhưng đến tối về nhà, ông mới biết, sau đó đã báo cáo với các cấp lãnh đạo.